Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Trong bản tin ngày 25 tháng 6 hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề liên quan tới Việt Nam. Tôi vẫn sẽ làm tình hình về Nga-Ukraine cũng như một phương Tây tập thể. Tuy nhiên, thi thoảng chúng ta cũng nên thay đổi không khí một tí cho nó bớt nhàm chán, cũng như có nhiều luồng thông tin từ các chủ đề khác hơn. Như các bạn đã biết, Tổng thống Vladimir Putin vừa kết thúc chuyến công du tại Việt Nam cách đây vài ngày trước, kém miếng khó chịu ngay lập tức. Sau đó, Hoa Kỳ đã phải cử đại sứ ngoại giao hàng đầu của mình tức tốc tới Hà Nội, mà theo họ nói là để khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt và Mỹ. Có thể nói giờ đây, nhờ chính sách ngoại giao cây trẻ, cân bằng vi diệu của mình, Việt Nam dù là một quốc gia nhỏ bé nếu xét theo diện tích, nhưng vị thế địa chính trị thì lại không hề nhỏ bé chút nào. Việt Nam đã trở thành một quốc gia khiến nhiều cường quốc phải lôi kéo trong ván bài của họ ở một thế giới đa cực. Nguyên nhân thì tôi cũng đã nói trong nhiều video trước rồi. Nó đơn giản chỉ là nếu không thể biến Việt Nam gia nhập liên minh với mình thì cũng không thể để Việt Nam ngả về bên nào hết. Điều này thể hiện rất rõ trong quá trình hoạt động gần đây của những lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Ngay sau khi đón tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin và đại sứ ngoại giao của Hoa Kỳ, thì Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã nhận lời mời từ phía Trung Quốc để thực hiện một chuyến công du tới Đại Liên. Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhận lời mời của Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa Lý Cường và nhà sáng lập kiêm chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới Klaus Schwab để tới Trung Quốc dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới bắt đầu từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 6. Điều đáng chú ý là năm nay cũng là lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ Việt Nam sẽ thực hiện một bài phát biểu đặc biệt tại phiên khai mạc toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Thế giới cùng với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Điều này cho thấy phía Trung Quốc đang đặt Việt Nam lên một vị thế rất cao sau chuyến công du của Tổng thống Putin cũng như Đại sứ Hoa Kỳ. Tất nhiên là toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong Diễn đàn Kinh tế Thế giới tôi sẽ truyền tải cho các bạn trong phần sau của video. Bởi vì bài phát biểu này, theo video nguyên gốc của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, họ đã chèn bản dịch bằng tiếng Anh, thế nên tôi sẽ truyền tải bằng tiếng Việt cho các sếp nghe. Được biết rằng, ngay sau khi đặt chân tới Đại Liên, thì Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp gỡ với những lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc để tiến hành những hoạt động song phương. Tiêu điểm của nó chính là cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, khi mà hai bên đã cùng nhau nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả của tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược theo hướng sáu hơn, duy trì trao đổi, tiếp xúc các cấp, đẩy mạnh giao lưu, hợp tác kênh đảng giữa hai chính phủ, quốc hội, nhân dân, mặt trận tổ quốc, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực trọng yếu như ngoại giao, quốc phòng, an ninh, xây dựng đường biên giới trên đất liền hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, kiểm soát tốt bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định trên biển, tăng cường phối hợp trong các diễn đàn quốc tế và khu vực. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh, hai bên cần không ngừng đổi mới tư duy, sáng tạo biện pháp, quyết tâm triển khai hiệu quả nhận thức chung và thỏa thuận cao cấp, đẩy mạnh kết nối chiến lược. Đồng thời, đẩy nhanh kết nối hạ tầng giao thông, nhất là nghiên cứu thúc đẩy xây dựng các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Nội và Móng Cái, Hạ Long, Hải Phòng vào thời điểm phù hợp. Sớm ký kết nghị định thư, hoàn tất thủ tục mở cửa thị trường đối với sầu riêng đông lạnh và dừa tươi của Việt Nam, đẩy nhanh tiến độ mở cửa thị trường cho các sản phẩm nông, thủy sản khác, cũng như hoa quả có múi, bơ, na, dòi, chanh lèo, gia súc, gia cầm. Cuối cùng, hai bên đi sâu trao đổi ý kiến chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhất trí khẳng định tầm quan trọng của việc kiểm soát thỏa đáng bất đồng, duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông. Hai thủ tướng cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực đang được quan tâm, nhất trí duy trì phối hợp, hợp tác tại diễn đàn khu vực và quốc tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chủ trương nhất quán kiên trì chính sách một Trung Quốc, ủng hộ Trung Quốc phát huy vai trò ngày càng quan trọng và tích cực trong khu vực cũng như trên thế giới. Nhìn vào nội dung cuộc họp song phương giữa Thủ tướng Việt Nam Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, các bạn có thể thấy chính sách ngoại giao cây tre của Việt Nam đang mang lại những lợi ích lớn như thế nào. Trung Quốc chính là một mắt xích không thể thay thế trong việc phát triển kinh tế của Việt Nam. Chúng ta có đường biên giới núi liền núi, sông liền sông với cả họ. Thế nên chống gì thì chống, mọi vấn đề phải được giải quyết trên bàn đàm phán, trên bàn ngoại giao, chứ không phải giống như cái cách mà người Ukraine đang làm, mời một NATO tập thể vào tàn phá đất nước của họ. Nên nhớ rằng, ngay cả khi thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ có thặng dư xuất khẩu rất cao, thì tiền đề của nó cũng chính là nguồn nguyên liệu được xuất phát từ Trung Quốc. Vì vậy, tôi mới nói Trung Quốc là một mắt xích không thể thiếu cả về mặt kinh tế và địa chính trị để Việt Nam có thể phát triển trong tương lai. Ngược lại, phía Trung Quốc cũng hiểu điều này, họ cần phải quan tâm hơn tới Việt Nam trước những lời ve vãn liên tục không ngừng của Mỹ. Bởi thế mà giờ đây các cường quốc khi nói chuyện với Việt Nam chỉ giơ ra những củ cà rốt, chứ giơ ra gậy là phản tác dụng ngay.
Có lẽ vì thế mà phía Trung Quốc trong diễn đàn kinh tế thế giới tại Đại Liên vào năm này lần đầu tiên mời Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu trong phiên khai mạc toàn thể cùng với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Tổng thống Ba Lan Duda. Sau đây, tôi xin được phép truyền tải cho các bạn toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Thưa Thủ tướng Quốc vụ Viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường, thưa Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới, đồng chủ trì hội nghị Klaus Schwab, thưa Tổng thống nước Cộng hòa Ba Lan, thưa các vị lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp, tôi rất vinh dự lần thứ 3 liên tiếp tham dự hội nghị của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại thành phố Cảng Đại Liên. Tôi chân thành cảm ơn Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và giáo sư Klaus Schwab đã mời tôi và đoàn cấp cao Việt Nam tham dự diễn đàn quan trọng này. Chủ đề những chân trời tăng trưởng mới và 6 trọng tâm của hội nghị năm này cho thấy tầm nhìn chiến lược, trách nhiệm của Diễn đàn Kinh tế Thế giới và vai trò quan trọng của Trung Quốc về tương lai phát triển của thế giới. Chúng tôi cho rằng thế giới đang bị tác động, ảnh hưởng mạnh mẽ bởi 3 yếu tố chủ đạo và được định hình, dẫn dắt bởi 3 lĩnh vực tiên phong sau đây. 3 yếu tố tác động, ảnh hưởng là: thứ nhất, sự phát triển bùng nổ của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là số hóa và trí tuệ nhân tạo AI. Thứ hai, tác động ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, thiên tai, cạn kiệt tài nguyên, già hóa dân số. Thứ ba, sự phân tách, phân cực ngày càng trở nên rõ nét dưới tác động mạnh mẽ của xung đột, chiến tranh, cạnh tranh địa chiến lược, địa chính trị, địa kinh tế trên phạm vi toàn cầu. Ba lĩnh vực định hình, dẫn dắt, tiên phong là: thứ nhất, phát triển kinh tế số. Thứ hai, phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn. Thứ ba, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trí tuệ nhân tạo và cách mạng công nghệ 4.0. Đây là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra chân trời tăng trưởng mới, tác động, ảnh hưởng sâu rộng đến toàn cầu, toàn dân, mọi lĩnh vực trên thế giới. Vì vậy, đòi hỏi chúng ta phải có tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận mới mang tính toàn cầu, toàn dân, toàn diện, cùng thắng, vì lợi ích tổng thể cả trước mắt và lâu dài của nhân loại. Thưa các nhà lãnh đạo và toàn thể quý vị, thế giới ngày nay nhìn tổng thể thì hòa bình, nhưng cục bộ có chiến tranh. Về tổng thể thì hòa hoãn, nhưng cục bộ có căng thẳng. Về tổng thể thì ổn định, nhưng cục bộ có xung đột. Mặc dù có những thời cơ thuận lợi, nhưng kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn và có thể khái quát bằng 5 đặc điểm nổi bật sau đây. Thứ nhất, kinh tế thế giới đang chuyển đổi sâu rộng, toàn diện, chưa từng có trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thứ hai, phát triển bền vững bao trùm và tăng trưởng xanh trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết đối với tất cả các quốc gia và toàn thế giới. Thứ ba, xu hướng phân cực trong toàn cầu hóa mở ra các cơ hội về hợp tác, liên kết kinh tế, song cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, cạnh tranh ngày càng gay gắt. Vì vậy, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng là giải pháp phù hợp và hiệu quả. Thứ tư, vai trò và tiếng nói của các nước đang phát triển ngày càng được coi trọng hơn, đóng góp chủ động, tích cực hơn trong định hình các khuôn khổ hợp tác và xu hướng phát triển mới trên toàn cầu. Cuối cùng, châu Á, Trung Quốc và ASEAN ngày càng khẳng định vai trò là động lực quan trọng, là trung tâm phát triển năng động và là một trong những đầu tàu dẫn dắt thế giới đến những chân trời tăng trưởng mới, những chân trời phát triển mới. Thưa các nhà lãnh đạo và toàn thể quý vị, để hướng tới những chân trời tăng trưởng mới, những chân trời phát triển mới, chúng ta hãy cùng nhau xây dựng, củng cố lòng tin, đề cao đối thoại, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, hợp tác và phát triển, giải quyết hiệu quả các vấn đề mang tính khu vực, toàn cầu, toàn dân dựa trên luật lệ và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan, không chính trị hóa và phân biệt đối xử với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, mang tính toàn cầu. Việt Nam đề nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới, các đối tác và cộng đồng doanh nghiệp tăng cường hơn nữa tư vấn, chia sẻ, hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác công tư, phát huy vai trò của những nhà tiên phong trong dẫn dắt, định hướng sự phát triển, các nước phát triển, các đối tác, doanh nghiệp, doanh nhân cần giúp đỡ, hỗ trợ, hợp tác với các nước đang phát triển, các nước nghèo, nhất là trong các lĩnh vực sau. Thứ nhất, xây dựng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia. Thứ hai, giúp đỡ hỗ trợ nguồn lực, tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược như hạ tầng giao thông, hạ tầng số, ứng phó với biến đổi khí hậu, hạ tầng xã hội, hạ tầng y tế, giáo dục và nhiều thứ khác. Thứ ba, chuyển giao công nghệ tiên tiến và ưu tiên cho đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt, Việt Nam đề nghị tăng cường hợp tác quốc tế trong xây dựng, hoạch định và thực thi chính sách trên phạm vi khu vực và toàn cầu. Tăng cường hợp tác, ưu tiên cho tăng trưởng, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, nhất là giảm mặt bằng lãi suất, ổn định tỷ giá, phối hợp đồng bộ, hài hòa với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, lấy đầu tư công, dẫn dắt đầu tư tư,
đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ tự do hóa thương mại, đầu tư, qua đó góp phần kích thích tổng cầu trong ngắn hạn, vừa tác động tích cực đến tổng cung trong trung và dài hạn. Thưa các nhà lãnh đạo và toàn thể quý vị, là nước láng giềng, gần gũi, núi liền núi, sông liền sông, cùng nhau xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai, Việt Nam, Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Việt Nam vui mừng trước sự phát triển và trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc trong điều kiện thế giới, khu vực có nhiều khó khăn và thách thức. Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, ghi nhận kỷ lục đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong hơn 4 thập kỷ qua, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu, theo báo cáo vào tháng 4 năm 2023 của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Tỷ lệ đóng góp vào tăng trưởng toàn cầu của Trung Quốc giai đoạn 2013-2021 là trên 38%. Thành tựu phát triển của Trung Quốc đã tạo cơ hội phát triển và là hình mẫu thành công cho nhiều quốc gia đang phát triển. Trung Quốc ngày càng khẳng định là một trong ít quốc gia giữ vai trò dẫn dắt trong giải quyết các vấn đề khu vực, toàn cầu, trong đó có sáng kiến hợp tác về văn minh toàn cầu, an ninh toàn cầu và phát triển toàn cầu. Giữ vị trí then chốt trong nhiều chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu, vươn lên hàng đầu thế giới về nghiên cứu phát triển, khoa học công nghệ, năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin. Chúng ta tin tưởng Trung Quốc tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu, nhất là thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, đẩy mạnh liên kết, hợp tác kinh tế quốc tế. Một nền kinh tế Trung Quốc tự cường, mạnh mẽ, cạnh tranh bình đẳng, hội nhập sâu rộng sẽ mang lại những tác động lớn, tích cực cho thế giới, hướng về những chân trời tăng trưởng mới. Chúng ta mong muốn Trung Quốc tiếp tục cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy mạnh chủ nghĩa đa phương, tăng cường đoàn kết, hợp tác quốc tế, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, người anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới của Việt Nam, cách đây 65 năm đã nói nhân dịp kỷ niệm 10 năm quốc khánh Trung Quốc rằng: chúc mừng Trung Quốc, cảm ơn Trung Quốc, học tập Trung Quốc. Thành công của công cuộc cải cách mở cửa gần 50 năm qua và vai trò vị thế của Trung Quốc cho thấy câu nói trên vẫn còn phù hợp trong bối cảnh thế giới ngày nay. Thưa các nhà lãnh đạo và toàn thể quý vị, sự thành công của Việt Nam trong gần 40 năm qua gắn liền với cụm từ khóa then chốt, đó là đổi mới, sáng tạo và hội nhập. Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử, từ một nước bị tàn phá sau chiến tranh và 30 năm bị bao vây cấm vận trong thế kỷ 20. Việt Nam đã trở thành một nước có thu nhập trung bình, nằm trong nhóm 40 nền kinh tế lớn nhất và nhóm 20 đối tác thương mại đầu tư hàng đầu thế giới, với 16 hiệp định thương mại tự do FTA và quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia. Năm 2023, quy mô nền kinh tế đạt 430 tỷ đô la, GDP bình quân đầu người đạt 4.300 đô la, thu hút đầu tư nước ngoài đạt mức cao kỷ lục 36,6 tỷ đô la. Năm 2024, kinh tế quý 1 tăng trưởng 5,66%, quý 2 dự kiến đạt kết quả cao hơn và tiếp tục có xu hướng tích cực hơn trong nửa năm cuối. Việt Nam được cộng đồng quốc tế coi là hình mẫu trong hàn gắn, khôi phục vết thương chiến tranh, gác lại quá khứ, tôn trọng sự khác biệt, coi trọng hợp tác, hướng tới tương lai, biến thù thành bạn, thực hiện thành công các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc. Những thành tựu đạt được khẳng định sự đúng đắn của các chủ trương, quan điểm phát triển Việt Nam với ba nền tảng. Thứ nhất, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Thứ hai, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Thứ ba, phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Với quan điểm mang tính nguyên tắc xuyên suốt, giữ vững ổn định chính trị, lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực, là nguồn lực quan trọng nhất của sự phát triển, không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Trên cơ sở đó, Việt Nam nhất quán thực hiện 6 chính sách trọng tâm. Thứ nhất, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế vì mục tiêu hòa bình, hợp tác phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới. Thứ hai, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc, thực hiện chính sách quốc phòng với 4-0. Thứ ba, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự cường, tự chủ gắn liền với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Thứ tư, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thứ năm, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Văn hóa là sức mạnh nội sinh với phương châm văn hóa soi đường cho quốc dân đi, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất, văn hóa có tính dân tộc, khoa học và đại chúng. Thứ sáu, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cùng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Cùng với đó, Việt Nam đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược,
hoàn thiện thể chế, xây dựng hạ tầng và đào tạo nhân lực dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp chủ động, tích cực vì một cộng đồng ASEAN vững mạnh toàn diện, đoàn kết, hợp tác, thống nhất trong đa dạng. Cùng ASEAN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc, Diễn đàn Kinh tế Thế giới và các đối tác thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới, đồng thời nỗ lực duy trì và không ngừng củng cố môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới. Thưa các nhà lãnh đạo và toàn thể quý vị, Trung Quốc có câu ngạn ngữ, độc mộc bất thành lâm. Chúng tôi có tư tưởng của Hồ Chí Minh, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Vì một thế giới tốt đẹp, công bằng, bình đẳng, phát triển hài hòa, bền vững, chúng ta hãy đoàn kết, đề cao chủ nghĩa đa phương, quyền con người, cùng nhau hướng đến những chân trời tăng trưởng mới, những chân trời phát triển mới. Vì sự phát triển phồn vinh, thịnh vượng của thế giới, vì cuộc sống hạnh phúc, tốt đẹp hơn của người dân, của nhân loại, chúng ta thực hiện ba cùng, cùng lắng nghe, cùng thấu hiểu, cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động, cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp, chúc toàn thể quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, trên đây là toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới được tổ chức tại Đại Liên. Nghe bài phát biểu này, các bạn cũng đã định hình được chính sách của Việt Nam với cả Trung Quốc cũng như toàn thể thế giới. Có vẻ như kênh Kiến thức Chuyên sâu vẫn là đang đi đúng đường lối của Đảng và Nhà nước à? Còn tất cả các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Xin hãy bình luận ở phần bên dưới. Nếu xem nào, có thừa tiền lẻ 5 hay 10 nghìn thì cũng có thể ủng hộ cho kênh. Theo thông tin bên dưới góc phải màn hình, nó giúp cho kênh có thể tồn tại bởi vì kênh có rất ít tiền quảng cáo do bị đưa vào tầm ngắm. Xin cảm ơn các sếp rất nhiều và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.